Hình như mấy ông xem video của tôi mà không sub cho tôi thì phải. Sub cho tôi đi mấy ông. Ấy hey, yo, chào anh trở lại kênh của mình. Hôm nay chơi tiếp tựa game On Star Tower Defense nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục review những cái unit độc lạ ở trong cái game này. Unit tiếp theo mình review sẽ là cái con Aizen Boy. Con này hình như là theo ông anh trong Discord nói là con này ở trong mà cái bộ Blitz mà mình không biết, nên là mình sẽ gọi là cái con này Aizen Boy hay là bộ xương nhé anh em cho nó dễ. Thì con này nếu mà anh em muốn sở hữu thì anh em sẽ mở cái Emerald cái gì? Cái Emerald mà capsule anh em ạ. Và khi mở nó thì nó sẽ có cái gọi là cái độ hiếm là epic anh em ạ. Trang bị cho con này thì chúng ta sẽ có được một cái dòng hào quang ở đây, anh em có thấy được là cái hào quang bóng tối nó ngay hai cái tay của mình. Nhìn nó rất là đẹp anh em. Rồi thì không nói nhiều nữa, chúng ta cùng bắt đầu video để thử coi là cái con này nó có đẹp hay không. Nó có đẹp và nó có cái giá trị cao hay không nhé anh em. Bắt đầu video thôi. Bạn cần một dịch vụ kèo hơi, một nơi bán Robux uy tín, hãy đến ngay shop roblox.vn, nơi bán Robux rẻ nhất tại Việt Nam. Cùng với đó là hàng trăm trò chơi với quà tặng hấp dẫn lên đến trị giá 10.000 Robux. Đến ngay shop roblox.vn sẽ có người hỗ trợ cho bạn 24/7 khi bạn gặp lỗi. Vào đây để ủng hộ cho mình nha. Rồi anh em ạ, thì hồi nãy mình quên bật máy quay, là giờ mình phải quay lại anh em. Chứ thì ra là nãy là xong video rồi. Mình quay từ quay 23 mà giờ quay 32 mới nhớ là mình chưa bật máy quay. Giờ mình sẽ review lại nha anh em. Rồi thì đây là cái con mà con đầu lâu mà mình sẽ gọi nó là đầu lâu cho nó dễ nha em. Tại mình không biết con này trong cái anime nào. Ông già trong Discord mình nói là con này trong bộ Blitz, nhưng mà mình thấy là nó nhìn nó nhẹ không giống bộ Blitz đó, nên là con này ông nói là con Aizen mà mình không tin anh em, nên là mình quyết định là sẽ cho anh em gọi là coi thử coi là nó có phải trong bộ mà Blitz hay không nhé. Thì cái dáng đứng của nó nhìn thứ nhất là nó khá là kiêu hãnh anh em ạ. À, chính xác hơn là mình sẽ gọi nó là xạo lộn mới đúng, nhưng mà thôi kệ, cứ kệ kiêu hãnh đi anh em. Đấy, nó sẽ đứng như vậy, nó kiểu như nó ngồi trên một cái ghế vô hình đó anh em. Xong nó trưởng ra cái khí khí gì đó, mình không biết khí gì, nói chung là trưởng ra nhìn khá là ác. Đấy, trưởng ra, và chưa kể là ở trên cái tia khí anh em, nó sẽ có một số cái gọi là hiệu ứng bay ra. Con này nói chung là làm khá là đẹp, đấy, đánh giá là cái hình ảnh đánh nó đẹp, không xấu lắm. À, con này là con 6 sao ở bên War 2, nên nó sẽ có là cái ấn trên đầu nữa. Ấn của nó mình sẽ gọi là ấn bóng tối anh em, đấy, nói chung là đẹp, con này thì đánh giá mình là hiệu ứng đẹp. Chưa kể nó là vesting ở trên cái tay mà nó cho chúng ta, nó cũng rất là ok. Rồi, hãy cùng nâng lên một vài cấp độ thử coi nó như nào nha. Cấp độ tiếp theo sẽ cho chúng ta cái lượng đam bằng cái lượng đam của đó, tức là K7, cứ cho là K7 đi. Cấp độ tiếp theo sẽ cho chúng ta là 2K3 đam. Đó. Rồi, con này nó sẽ có bao nhiêu update nha? Con này nó sẽ có là 6 update tất cả. À, và cái con này nó sẽ cho chúng ta cái ở cái cấp 3 nó sẽ cho chúng ta là Đắc nhiệt flash, kiểu như là trưởng bóng tối, nên mà flash là trưởng còn đắc nhiệt là bóng tối. Đó, dịch thô nó là vậy, úp lên cấp. Rồi, thì khi mà úp lên cái trưởng bóng tối thì thứ nhất là chúng ta có thể để ý được rằng là cái AOE của anh ta đã thay đổi từ AOE mà không phải thay đổi nhiều lắm, mà là nó bự hơn em ạ. À, thứ nhất là mình thấy nó bự hơn một tí. Và cái cách đánh của anh ta nhìn nó đã thay đổi khá nhiều, nó sẽ trở thành đầu để mình chỉnh nó thành lát nè. Nó sẽ kiểu như là ông này ông mổ bụng ra, sau đó là cho mấy cái âm khí nó bay ra tấn công cái thù anh em ạ. Và cái hoạt ảnh này thì cá nhân mình đánh giá là đẹp, tại vì thứ nhất là nó sẽ không có gây lắc máy anh em lắm, nó chưởng ra cái khí này mà hết khí này là nó sẽ chưởng cái đợt khí khác, chứ nó không kiểu như lưu lại giống cái con kiểu để nhất anh em, để nhất thả cái cây xong lưu lại nguyên cái trái núm nhìn mệt thế mẹ. Con này thì chưởng ra xong là chưởng lại anh em, điều này sẽ giúp cho anh em máy yếu chơi game nó nhàn hơn. Chưa kể nó là lúc mà bay bay đó anh em, nó có mấy cái độc độc này bay lên, nhìn nó thêm hoạt ảnh nó sẽ đẹp hơn em. Đó, đó là cái đánh giá của mình về cái hoạt ảnh này. Chưa kể là hả, nó mới tăng ít trang nha anh em, tăng từ như là 20 rank thì phải, 10 rank chứ, từ 60 lên 70. Rồi, bây giờ hãy up cấp độ tiếp theo thôi. Cấp độ tiếp theo sẽ cho chúng ta thêm là 5.000 dam, không có gì thay đổi nhiều lắm. Và ok, 5.000 dam, và cấp độ tiếp theo nữa sẽ cho chúng ta thêm 11.000 dam. Nó sẽ chuyển AOE, nó để như là ác nghiệt AOE, tức là bóng tối toàn phần, bóng bói AOE bóng tối. Thì nó sẽ cho chúng ta là trừ 30 rank, nâng thử coi nó như nào. Nâng lên thì anh ta sẽ cho chúng ta thêm đây, nâng lên thì nó sẽ là AOE toàn phần như mình đã nói. Và cái hoạt ảnh đánh của nó thì nó sẽ khác với cái hoạt ảnh đánh đợi mình xíu anh em. Đây. Đó, hoạt ảnh đánh của nó sẽ gọi là khác cái con Broly anh em. Lúc đầu thì mình nghĩ là cái con này nó sẽ giống Broly, nó kiểu như là nó kiểu sao ta, nó kiểu nhảy lên xong rồi nổ nổ anh em ạ. Nhưng mà có vẻ là không đúng anh em. Rồi, để mình tắt âm máy chủ này cái tụi mình livestream, mình nghe âm thanh mình nói chuyện được anh em. Mình hiện tại đang livestream Discord, tại có nhiều người muốn gọi là coi unit mới anh em, thì anh em nào mà muốn kiểu như là coi mình review unit trước thì anh em có thể vô Discord của mình hay livestream trả lắm anh em ạ. Rồi thì hoạt ảnh đánh của nó khác biệt khá là nhiều so với con Broly. Nó sẽ đứng lên sau đó chịu hồi bóng tối bay quanh,
kể cả hoạt ảnh đứng lên nó cũng khác Broly nha anh em. Broly thì đứng lên xong tay chân nó rách ra, còn con này thì đứng lên nó sẽ khác anh em ạ. Rồi thì bây giờ hãy cùng nâng cấp độ cuối cùng thôi. Cấp độ cuối cùng sẽ cho chúng ta thêm đam thôi chứ không có gì khác biệt lắm đâu anh em ạ. Lượng đam cuối cùng của chúng ta sẽ có được khi cái con này lên cấp 16 là nào, ta sẽ tốn khoảng là 10.000 tiền cho chúng ta là 37k đam và cái đang là 40, tốc đánh là 5 giây. Con này thì nhìn sơ bộ thì đánh giá nó cũng gọi là ổn chứ không phải là không ổn lắm, nhưng mà hiện tại là cái quen hơi cao nên là con này nó sẽ không có được gọi là kiểu lia quái hàng loạt được anh em ạ. Bây giờ thì bút đam cho mọi người coi thử coi lượng đam như nào, cũng như bút trang cho mọi người coi. Đấy thì nhân 3 đam thôi chứ không có gì đặc biệt lắm. Con này thì nó sẽ giống như cái con Iki Iki Dark Iki mà phiên bản mà 5 sao mà tiện hơn xíu anh em ạ. Đấy, lượng đam của nó sẽ lên là 120k ở cái level 16 và rank là 54, cũng gọi là được chứ không phải là không được. Đó, nó cái hoạt cảnh này nhìn từ xa nó giống như là tạo một cái quả cầu bóng tối này mà nhìn nó khá là đẹp chứ không phải là không đẹp đâu. Con này thì chúng ta nếu mà đặt 2-3 con ra thì chắc là quái sẽ bị dọn dẹp đó nè, để mình đặt thử 2-3 con cho anh em coi. Đấy, đấy, con này nếu mà đặt nhiều quá thì chắc là máy nó sẽ lắc đó anh em. Mình hồi nãy mình nói là cái hoạt ảnh của con này nó tàn nhanh, nhưng mà bây giờ mình sẽ suy nghĩ lại về cái hoạt ảnh AoE này anh em. Và mẹ nó nhìn nó chiến nhìn nó cứ nguyên nguyên thế nào ấy. Rồi, giờ thì up thêm mấy con nữa cho anh em coi thử coi nó phòng thủ như nào nha anh em. Rồi, để thằng em mình nó boost dam lên là chúng ta sẽ coi được cái khả năng phòng thủ của nó. Con này nó là hệ bóng tối anh em ạ, nhưng mà mình thấy là nó còn thiếu gì đó anh em. Nếu mà muốn cái con này mà nó trở nên đặc biệt nha, con này muốn trở nên meta chỉ cần cho nó thêm một cái kiểu như làm chậm của mà râu đen là ngon anh em ạ. À, quên nó, để coi thử con này nó không, con này không đánh được bay nha anh em. Con này nó đánh ở dưới đất, và khi mà chỉnh AoE, khi mà chỉnh là cái hoạt ảnh đó được hiệu ứng á thì nó sẽ không có còn mà bay bay nữa anh em ạ. Rồi, thì với bốn cái con Aizen này thôi thì chúng ta có khả năng mà phòng thủ được cái đợt quái của cái quay 42 rồi. Máu của nó cũng là 1 triệu mấy chứ không phải là ít, nhưng mà con này phòng thủ được thì tính ra nó cũng khá là tốt anh em ạ. Đánh giá sơ bộ nhé anh em. Con này thì nếu mà anh em muốn sở hữu được thì anh em phải quay capsule, mà capsule của con này như là capsule Emerald, một cái capsule mà gọi là khá là đại trà. Cái giá trị của con này thì nó sẽ phụ thuộc vào cái pressing của nó khá nhiều, nhưng mà nói thật thì cái capsule Emerald nó cũng không có giá trị lắm, nên là con này mình đánh giá là nó sẽ không có giá trị trong chay quá là cao đâu. Nếu mà muốn so sánh con này với con Aiza thì chắc là không được nhiều, hay là con Dabi, một trong những con mà có cái blessing rất là đẹp ở trong game thì chắc là không có cửa này mà. Nhưng mà nếu mà anh em nào thích cái blessing này thì anh em cũng có thể gọi là tìm hiểu hoặc là roll cái kiểu đồ cũng được anh em ạ. Tách đam của chúng ta cũng khá là nhiều nên là cũng chắc là anh em cũng sẽ thoải mái trong cái việc mà roll những cái này. Còn mình thì đánh giá là con này mình sẽ không có sở hữu anh em. Nếu anh em nào thích thì anh em cứ sở hữu rồi sau đó gọi là EB cho mình đó, để mình khoe mình cũng được. Rồi thì mình sẽ kết thúc video tại đây nhé anh em. Thì nếu mà anh em cảm thấy con này, anh em hãy cho mình biết cái thông tin của con này ở dưới phần comment nhé, tại mình không có biết cái con này là con nào, thì mình sẽ đặt tên nó là Skeleton đi cho nó gọi dễ. Rồi, nếu mà anh em cảm thấy thích video này, để lại bình luận cho mình để mình biết nha anh em. Còn nếu mà anh em có ý tưởng làm video, để lại bình luận cho mình luôn để mình gọi là làm nó sớm có thể. Bây giờ thì cảm ơn anh em đã lựa chọn video của mình trong hàng triệu video khác. Giờ thì bye bye.